nay mình làm clip này để kiểm hàng, vừa là kiểm hàng vừa là để cho anh em cùng xem là hôm nay mình đã nhập cái sản phẩm gì về nhé. Vì là mình nhập đợt này khá là nhiều sản phẩm mà cũng có nhiều sản phẩm mới, nên là khi mà hàng về ở trong một cái kiện như thế này thì mình không biết là kiện hàng này là hàng gì cả, nên là chúng ta cùng nhau khui hộp để xem là nó là sản phẩm gì nhé. Ok, mình đã nhìn thấy hàng, đây là sản phẩm rất mới lạ đấy nha, các bạn xem này. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy cái côn này nó có cái hoa văn rất là hay, đây là côn gỗ nhé. Cái kiểu dáng này rất là đẹp và mình thấy nó đẹp nên là mình đã nhập về. Wow, khá là nặng tay, để mình xem trọng lượng của nó là bao nhiêu nhé các bạn nhé. Cái côn này có trọng lượng là 500 gram, rơi vào khoảng 450 gram đến 500 gram. Khớp xoay, dây xích, trục xoay inox rất là tuyệt vời, và ở trên thân côn có cái hoa tiết hoa văn rất là đẹp. Wow, dây xích dày dặn này, khớp xoay linh hoạt, bên trong có bi. Wow, bên trong này có bi luôn, thật tuyệt vời các bạn ạ. Có bi luôn đấy, cái côn mà khớp xoay mà có bi này rất là tuyệt vời, nó trơn tru một cách kinh khủng luôn ấy. Đấy, đánh nó trơn lắm. Đấy, trơn tuột tuột luôn, ở trong có bi nhá. Tuyệt vời quá này. Wow, hoa văn của nó rất hay, các bạn có thể thấy nó xoay này. Đấy, hoa văn của nó hay quá nhỉ. Đẹp quá. Cái côn này mình nhớ là mình đã từng thấy một lần. Mình đã từng thấy một lần của một gọi là một anh người nước ngoài đã từng biểu diễn tại gọi là liên hoan võ thuật UNESCO tại Hà Nội. Anh ấy đã biểu diễn xong côn, cái loại côn này. Đấy, mình nhớ rồi. Lát cuối video mình sẽ add cho các bạn xem, cho các bạn xem cái ảnh mình được chụp với hai anh chị này. Tức là cả hai anh chị đều đánh côn. Để xem nào, anh này đánh côn, còn chị này là múa phụ họa bên cạnh, thì phải múa cái điệu múa đặc trưng của dân tộc ấy. Đấy, ok, quá tuyệt vời, quá dễ thương luôn, rất là đẹp anh em nhé. Đấy, đây đây, nhiều lắm, rất tuyệt vời luôn. Đấy, màu rất là đẹp. Đây, cho các bạn sâu nhìn gần nhá. Đấy, nhìn thấy không, khi mà quay sẽ tạo ra hiệu ứng, thì mình thử quay đây. Đây nhìn không rõ mấy nhỉ. Để hôm nào mình sẽ làm một cái clip ngoài trời nhé. Clip đánh cái côn này. Clip review côn này ngoài trời cho các bạn cùng xem nhé. Đấy, tuyệt vời quá, quá đẹp. Xoay, trục xoay nó trơn tru lắm đây này. Rất là trơn luôn. Các bạn nghe nhé. Đấy, các bạn có nghe thấy tiếng bi ở trong không? Đấy, để mình cầm lên mình xoay cái này nó mới tít này. Đấy, xùi ôi. Trơn kinh khủng luôn, tuyệt vời luôn. Wow. Với trọng lượng 450g đến 500g này ấy, thì là quá tuyệt vời. Nó không nặng. Bởi vì là tại sao mình lại nói là 450g đến 500g? Tại vì nó là côn gỗ nhá. Nếu như mà là inox ấy, thì cái trọng lượng của nó ấy, nó sẽ ví dụ như là với kích thước như thế và với độ dày của inox như thế
và hoàn thiện đôi côn thì hầu hết 1.000 đôi côn thì như nhau hết gần như thế, nhưng mà côn gỗ nó sẽ khác bởi vì là gỗ nó không phải như inox đấy. Nếu như các bạn là người am hiểu thì các bạn sẽ biết là gỗ nó sẽ khác, nó sẽ không hoàn toàn là tất cả là nghìn đôi như một, nên là trọng lượng mình mới nói là từ 450 đến 500 gram đấy. Nhưng ở trên web mình sẽ báo là côn này là 500 gram nhé, cho anh em thoải mái về trọng lượng nhé. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Độ dài của thân côn là 29.5 cm, có nghĩa là tính ra là 30 đấy. Và độ dài dây xích này là sẽ là 17.5 cm, đường kính thân côn là 3 cm nhé. Đấy, 17.5 đây, ok, vừa cổ tay nhá. Đấy, các bạn nhìn rõ không? Ok, rất tuyệt vời. Côn này rất tuyệt vời, mẫu rất đẹp phải không? Quá tuyệt vời luôn. Mình sẽ có một clip clip review cái sản phẩm này bằng cách đánh ở ngoài trời. Chắc chắn là rất sướng, cái côn này đánh rất sướng luôn. Anh em nhanh tay đặt hàng nhé, bởi vì mình nhập lần đầu tiên thì chỉ có một kiện đấy thôi, một thùng đấy thôi. Giờ mình sẽ cùng với anh em kiểm hàng nhé. Mình sẽ phải đếm côn này, mình sẽ phải đếm. Côn này rồi, bởi vì hàng đây là mình phải kiểm hàng, đếm xem là nó có bao nhiêu. Rồi, nhanh thôi. Rồi mình sẽ ôm cái thùng này vào lòng và sau đó mình để mình đặt lên trên nhá. Sướng quá, nhiều quá, buồn sướng, buồn quá đẹp luôn. 19 20. Nhà sản xuất rất là chu đáo, hầu hết ở trong mỗi cái đôi côn này đều có một gói hút ẩm. Đấy, nó rơi ra ngoài luôn. 20 rồi nhỉ. 22 23 24 25 26 27 28 29. Cầm côn này xuống thế. 30, ok. 31 32 33 34 35 36 37. Ừ, xuống thế. Có mấy nhỉ? 7 à? 3 40 42 44 46 48 50. Ok, 50 đôi. Trong này rất là nhiều cái có chống ẩm. Giờ mình lại phải để vào đây. 50 đô. Cổng một xuống lắm. Anh em chú ý này, cái vân đen này này. Đấy, cái vân đen này này, nó là được tạo nên bởi công nghệ đốt cháy. Tức là người ta sẽ làm cách nào đó để có những cái khung khuôn ấy, người ta ốp lên và nó cháy.
cháy xém vào trong này, nên là khi mà cầm nó sẽ có độ lồi lõm, lồi lõm, lồi lõm, và khi mà cầm vào nó cực kỳ sướng tay đấy, và bám tay, ma sát tốt và màu rất là đẹp nữa, quá tuyệt vời luôn. Các bạn phải cầm tận tay mới thấy độ sướng của nó. Thế mình sẽ có báo giá ở bên trang chủ nhé, website clk.vn, anh em truy cập vào website clk.vn để nhận báo giá nhé. Đẹp quá, trọng lượng này đánh xuống tay đây, cái khớp xoay, khớp xoay inox này nó có bi, nó có bi nên là nó sẽ triệt tiêu lực cho chúng ta rất là tốt, cảm giác cầm cũng rất sướng. Rất tuyệt vời luôn. Xong một lô này nhá anh em nhá. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng khui hàng cái thùng này. Cái thùng này là môn gì mình cũng không biết, chưa biết luôn. Ok, xem cái là sản phẩm gì nè. Wow, con rút gọn. Đây, mình đang rất mong chờ sản phẩm này về anh em nhá. Con rút nha, con rút mà anh em mong chờ đây. Vừa rồi là từ đợt Tết Nguyên Đán 2018 vừa rồi là sản phẩm côn rút cháy hàng. Bởi vì sao? Cứ gần Tết ấy, thì anh em có nhu cầu mua côn rút rất là nhiều. Bởi vì là cái côn rút này có cái ưu điểm đó là mang theo trong người, tút túi quần đấy, hoặc tút túi áo khoác mùa đông các thứ, nó tiện lắm, nó gọn. Thì hầu hết anh em đi chơi xuân, đi du xuân, đi chơi Tết thì mang theo côn nó hợp pháp mà rất là hợp lý, nên là khá là nhiều anh em mua hàng này, mà hàng này hết hàng, thế là từ sau Tết đến giờ mới có một đợt này đấy, nhập hàng không hề dễ, nên là nếu như anh em nào có nhu cầu thì đặt mua sớm nhé, vì hàng này không phải lúc nào nó cũng sẵn và sản xuất nó rất là lâu, và lại còn anh em lại ưa chuộng đến mức mà mua đến mức cháy hàng. Các loại côn khác hầu hết không cháy hàng, nhưng mà cái côn rút này lúc nào cũng cháy hàng, nên là anh em nào mà có nhu cầu mua, có ý định mua thì mua sớm nhá. Hôm nay là khui hàng này đấy, ra một có một đống này luôn đấy, luôn luôn là có bao kèm theo.
anh em hay thắc mắc hỏi một cái câu là khi mà hỏi mua hàng đó là có được tặng bao da này không, người ta có hay gọi là bao da nhưng thật ra là nó là cái bao bằng vải nhưng mà quen miệng hay gọi là bao da, thì chắc chắn là được tặng rồi bởi vì là mình nhập về là nó có túi như này rồi, thì mình cứ thế là mình chuyển cho các bạn thôi đấy nhá. Đấy. Côn này rất là tuyệt vời, rất đẹp luôn, bằng luôn đây. Đấy, rất tuyệt vời luôn, bằng thẳng tắp luôn. Đấy, côn rất đẹp. Wow, đẹp thế, tuyệt vời luôn. Đấy, chụp xoay linh hoạt nhá. Đấy. Đấy, bóng láng này, mới cứng cựa nhá. Đấy, vẫn thơm mùi mới. Đấy. Thì nó mới nên là phải nóng mạnh nó mới xuống. Đấy, đây rút túi quần này, gọn lắm. Đấy, rút túi quần này, các bạn không hề biết mình mang theo côn luôn. Đấy, côn này. Đấy, chỉ có phất một cái ra giống như kiểu phất baton ấy. Đấy. Có nhiều bạn có hỏi là đánh cái côn này có sợ luôn trong lúc đánh nó có thụt vào như này không? Đấy, trong lúc mình đánh nó có thụt vào như này không thì mình xin thưa là không. Bởi vì là khi mà chúng ta phất ra ấy, phất ra như này này, và trong quá trình chúng ta đánh ấy, và luyện tập ấy, thì càng đánh thì cái đuôi phần đuôi này nó càng kéo ra đây, lực ly tâm mà mình đánh này ra thì nó càng kéo ra thì nó sẽ không bị tuột. Và đây mình không, mình ngồi đây mình đâu có đánh đâu nên là mình mới chỉ là phất ra thôi chứ chưa đánh. Nếu mà càng đánh thì nó lại càng chặt vào nhá. Đấy, đấy, ok, giờ mình sẽ kiểm xem là có bao nhiêu cái đôi côn rút này về nhá. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Okay. 1 này, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 4, 6, 8, 10, đúng rồi. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 10. Ok, có 50 sản phẩm đã về. Mình giờ mình sẽ làm gì nhỉ? Mình sẽ chụp lại một bức ảnh để tí đăng lên Facebook cho anh em nhá. Đăng lên Facebook cho anh em khác xem. Vì anh em trên Facebook cũng đang rất là ngóng cái côn rút này về. Okay. Chụp lên nó như này. Đấy. Anh em xem được hết cái đống này không? Đấy. Cuốn rút này. 50 sản phẩm. Rồi mình sẽ xếp lại không? Gửi cho anh em 50 sản phẩm này thôi nhưng mà vèo cái vài hôm lại hết mà. Tại vì là nhiều anh em đặt lắm. Anh em đặt thì là mình lưu lại cái thông tin của anh em, lưu lại thông tin đơn hàng, họ tên, địa chỉ, số điện thoại bên trên file hệ thống rồi. Thì hàng về này là mình cứ thế mình gửi thôi. Mình thế mình gửi cho anh em thôi. Một vài hôm nữa hàng còn về rất là nhiều. Một số mẫu côn mới mình sẽ cùng review tiếp cho anh em cùng xem.
gọi là cùng nhau kiểm hàng đấy nhá. Có nhiều anh em comment ở trên YouTube này, trên YouTube là em không mua được, không có điều kiện để mua nhiều hàng của anh, nhưng mà em thích xem cái các cái clip anh bóc hàng, vui hàng, kiểm hàng lắm, nhìn sướng lắm, nhìn đã lắm. Nhiều anh em bình luận vậy. Đấy cũng là một cái động lực để mình làm những clip như thế này, để cho anh em cùng xem. Thứ nhất là cùng mình xem, thứ hai là cho anh em thấy là mình là người thật việc thật, có nhập hàng nhiều về bán chứ không phải bán nhỏ lẻ đâu nhá. Anh em nào cần mua số lượng lớn, mua buôn thì cứ bảo mình. Tiếp theo thì là một lô côn nữa. Lô côn này thì có cả trăm đôi côn cơ, thì mình cũng vừa mới nhập về. Đây đây là côn gỗ cam xe nhá. Đây mình đưa lên đây cho các bạn đặt trên này. Nhiều ạ, rất nhiều luôn. Đây, mỗi chụp này là 10 đôi. Anh em mình cứ thống nhất cái cách gọi là 10 côn, bởi vì là có nơi gọi là đôi, có nơi gọi là cặp, có nơi gọi là cây. Đấy, khó hiểu lắm. 3, 10, 20, 30, 40 này. 40, 50. Đây nha, mình sẽ đăng lên để thông báo cho anh em là mình có về những cái lô hàng như thế này. Ok, khi nào có thêm hàng về thì mình sẽ lại làm clip để cùng kiểm hàng và vui hàng để cho anh em cùng xem. Anh em quan tâm những cái sản phẩm này, vui lòng truy cập website cnk.vn hoặc là gọi điện đến tổng đài 1900 0114. Đấy, 114 là số của cứu hỏa ấy, 0114 có nghĩa là không cứu hỏa, đúng không? Không cần cứu hỏa. Thì anh em chỉ cần nhớ đúng 4 số cuối thôi, là 0114 thôi. Còn 1900 không phải nhớ nữa, tại vì là cái đầu số 1900 thì rất là quen thuộc rồi. Đấy, các cái doanh nghiệp lớn như là FPT hay là Thế Giới Di Động hay là này kia, rất là nhiều các cái shop lớn hoặc là những cái đơn vị kinh doanh lớn người ta sử dụng cái đầu số 1900 rồi. Nên là các bạn chỉ cần nhớ cho mình 4 số cuối là 0114 thôi. Đấy là ok. Còn nếu các bạn muốn kết bạn Zalo, Facebook ấy, thì các bạn chỉ cần add một trong những số điện thoại mình ghi ở dưới này, cái hàng thế này là 0969868113 hoặc 0977280977. Đấy là những số mà mình dùng vào trong Zalo và Facebook là có thể hỗ trợ các bạn qua những cái đó. Đấy. Nha, ok.
muốn đặt hàng thì các bạn cứ truy cập website cnk.vn giúp mình nhé. Đấy, lát mình sẽ zoom cái logo công ty của mình lên là các bạn sẽ thấy cái website cnk.vn. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đây, giờ mình sẽ zoom cái logo cho các bạn xem này. Website. Đây. Chờ mình chút nhé. Ok, đấy. Đây. Đây là logo công ty mình nhá. Đấy. Và website kia là website cnk.vn. Đấy. Đây. Được đặt dưới cái côn.